Cà Mau cắm sào nơi bờ kinh Ngã Bài. Cô gái năm xưa sao chẳng tay ra chào. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Em đã đến rồi. Anh đã suy nghĩ bao đêm. Và ngày hôm nay anh phải nói lời thật lòng của anh. Mặc dù thiên hạ chê cười, coi thường tình cảm của đôi ta, nhưng anh đã nhận ra em là người đàn bà của anh. Nè, đừng có ruồng bỏ anh. Ở đây có biết bao nhiêu người, làm cái gì kỳ vậy? Lỡ người ta biết hai mình yêu nhau rồi sao? Anh mặc kệ thế nha. Nè, nghe anh nói đi, chúng ta hãy về bên nhau nha. Anh sẽ lo cho em. Mặc dù anh không có tiền, anh chỉ có chiếu thôi, nhưng một tấm mình nằm, một tấm mình đắp được mà. Ủa sao giống đi xa quá vậy? Đi xa mới tấm nằm tấm đắp đó. Ủa vậy hả? Không, có nghĩa là anh dâng hết cuộc đời của anh cho em. Có nhiều chiếu mình xài hết, anh không thèm bán nữa. Đồng ý đi nha em. Hai đứa, một đứa là chiếu, một đứa kẹo kéo, sống qua ngày còn xong, lấy về là kéo chiếu luôn á. Ý em là chê anh hay sao? Nhưng mà em, cái nghề của em còn đỡ, kẹo kéo có một cây em kéo hoài, kéo hoài vẫn kéo được, còn chiếu trải một lần xong. Nhưng mà quan trọng là tình cảm của chúng ta. Nè, đừng làm anh tổn thương chứ, hãy nhận lời anh đi nha. Thôi đi, thử lỗi quá. Tao chỉ bao nhiêu lần mày không bao giờ mày phát triển được. Tỏ tình đầu tiên là mày nhìn con gái là mày phải nhìn thẳng vào cặp mắt. Đâu, tập nha. Con gái bây giờ là chết vì ánh mắt. Sau đó mình mới chích thêm cái lỗ tai vô nữa. Alo, vậy hả? Đâu bị điếc. Chứ sao? Khi mà gặp đứa gái là ví dụ này, đây, lấy dụ. Ví dụ cái bà mặt này là bà bồ ta đi. Ví dụ nha. Mày nhìn mày học hỏi. Rồi. Tao chỉ hoài mày không bao giờ phát triển được. Ví dụ đây là một người rất mập, đúng không? Nhưng mà mình yêu rồi thì mình chỉ nghĩ là bả 15kg thôi. Thấy không? Lắm ra mình nhìn, tỏ tình phải nhìn thẳng vô. Đi ớt. Hằng. Anh biết anh làm kiểu kéo. Anh không có xứng đáng. Anh biết cái nghề này nó bạc bẽo, nó chưa vô một cái hệ thống nào. Nhưng mà yên tâm đi, khi cái nghề này mà lên sàn chứng khoán thì nó sẽ khác. Em hãy chờ đợi cái giây phút đó Hằng. Đối với anh, em giống như một hoa hậu. Cỡ Minh Hằng không có cửa với em. Anh nói thiệt, cỡ như Phạm Hương không có cửa với em. Mấy đó ốm lắm, độ cao nó không có cái trọng tâm á, dễ té. Còn em không bao giờ té, bị em lăn không mà. Làm lại coi. Bây giờ nè, bé Hằng bỏ bên. Đó, chị con bé khác. Đó. Tập, mình phải tập để mỗi ngày mình phát triển hơn. Thế này tao luôn quá rồi, tao coi phim sao, tao làm vậy, tao có biết đâu. Bây giờ này mày tự... Mày nói cho tao nói vậy nha. Rồi. Nó là kiểu của mày chứ. Nhìn phải không? Nhìn, đầu tiên là phải nhìn. Mày bị tập hả? Hả? Ngồi xuống đàng hoàng mày làm gì vậy? Đứng cứ thế cho nó nhìn kiểu điện ảnh đó. Còn khi không? Khi mình cảm giác rằng là cái lời nói và cái hành động mình không đủ là mình phải dùng tới đạo cụ. Ví dụ nè, đây đó, đây ví dụ. Mà tại sao phải cầm hai cái trái này làm cái gì? Mày phải có quà tặng khi mày yêu chứ. Để tao. Vậy họ đã thấy tấm chân tình của mình bự. Mày tặng là mày tặng một cặp chứ mày tặng một trái mày. Ủa vậy hả? Đợi chút. Thằng này không bao giờ nó thông minh được. Nè, nhìn nè, nhìn học hỏi nè. Mày phải nhìn cái của tao nó đều ghê không? Đều vậy chân nó mới đẹp. Chứ mày chân như vậy là làm sao mà chân? Thôi với vợ, giờ ở nhà có nhiêu để em theo nhiêu. Thôi với vợ, nửa đâu ra. Được, tao lấy cái khác.
làm như tôi có năng khiếu hay sao? Chụp cặp nào là đều cặp đó hả? Là anh biết những ngày tháng vừa qua em sống trong khổ cực, thiếu thốn vitamin C, thiếu thốn nhiều thứ. Người ta thường nói cái gì nó làm cho sức khỏe mình tốt lên thì hãy nhận lấy. Em phải mang về để trưng cho bằng chị bằng em nghe. Lan, Lan lấy đi em. Mình có nên tặng thêm bó nhang này. Chứ mày nói để chân người ta thấy giống như để làm thợ mày. Mày sao mày vô duyên quá. Bởi vì con bồ mày nó bỏ mày là đúng. Nó chưa bỏ. Mày đừng có xấu vậy nha. Đừng có nói bậy bạ nha. Chưa bỏ cho tao. Muốn quyết định là cầu hôn. Chưa trả lời. Ê, mày có bồ luôn hả? Tao cầu hôn là mày nghĩ tao là sao vậy hả? Mặc dù tao bắn chiếu thôi nhưng tao vẫn có bồ. Bồ mày làm gì? Nói tao biết rồi. Bồ mày bán giường đúng không? Giường chiếu hợp nhau chứ. Thôi dẹp đi. Nghe tao nói nè. Tao nói sợ mày run thôi. Cô ấy làm cho một cái tập đoàn nông sản chuyên sản xuất nguyên liệu để làm tinh bột. Tập đoàn đó ghê. Tập đoàn dữ dằn lắm. Làm nhân viên hay là làm chủ? Chủ chứ. Nghĩ sao mặt tao đi quen nhân viên vậy? Sao kỳ ta. Bạn gái tao cũng vậy. Mày cũng có bạn gái hả? Ủa mày mắc cười mày. Sinh ra phải có quyền mình đẳng, mày có tao phải có chứ. Tao tưởng mày bê đê không? Tao mới tao nhờ mày tập tao. Bạn gái tao là tổng giám đốc công ty phân phối bánh toàn thế giới. Ê, cái này mình hợp rồi nha. Tổng giám đốc công ty phân phối bánh toàn thế giới, tức là những nơi nào cần bánh là bạn gái tao phân phối tới. Khoai lang, khoai mì, bánh ớt không? Ủa ai giọng quen quen người ta? Anh đỡ cho em. Đây. Em cảm ơn. Rồi, em sang bên kia. Dạ. Cái đồ nặng nề này anh nói để đằng sau anh phụ cho mà. Dạ. Thì anh nói em mới biết đó. Ủa sao em biết nó? Sao vậy? Ở chung xóm mà. Ngày nào cũng đi bán khoai rồi cũng thấy chiếc chiếu nằm đây. Anh bán chiếu. Ủa vậy? Anh Thanh em. Nè, em à, em làm gì em nhào quá đó vậy? Xin giới thiệu như vậy, đây là người ta thương đó. Chủ tịch tập đoàn nông sản là đây hả? Đúng rồi. Sao vậy? Bán khoai lang mà. Khoai lang là bột, rồi bột mì đó, thì bán cho người ta, ta làm bột mì. Ủa khoai lang mà sao làm bột mì? Khoai mì mới làm bột mì chứ. Thì nói chung là bột thôi. Thì nghĩa là cái chủ tịch tập đoàn mà bột mì là về nặng ra khoai lang với khoai mì đó. Thì đó là chủ tình à, là tổng giám đốc. Ê, à, ê. Trời ơi, mày dám ôm tổng giám đốc phân phối bánh ít homemade của tao hả? Cái gì? Bạn gái tao đó. Thôi mà, hai anh đừng có cãi nữa. Không, để anh làm rõ chuyện này. Nằm nó đi. Em nằm nó đi. Thấy nè. Chiều Hứa cũng về đây hả? Nè. Cái gì? Tao với mày là bạn thân với nhau. Mà bây giờ mày dám cua người yêu của tao là sao? Tao đâu có biết. Tao thấy dễ thương thì tao cua thôi. Chứ tao đâu có biết là mày cũng cua. Thôi được rồi. Nhưng mà ngày hôm nay mày đã biết rồi thì mày hãy rút lui đi. Trời ơi trời, mày nghĩ sao? Tao cũng tính vậy. Tính sao? Tính là tao rút rồi. Hai người có ôm chành nào chứ mặt tôi, làm sao tôi chịu nổi đây. Bây giờ nè em nói một lời đi. Em nói gì? Anh muốn em phải nói gì? Em đứng trên đây đi, em đừng có tụt xuống dưới nữa. Anh muốn em phải nói gì? Anh muốn em nói gì hả? Nhà thiết kế gì kỳ vậy hả? Thôi bây giờ muốn em nói gì? Tại sao anh nhìn em? Bây giờ giữa tôi và người đó em chọn một người đi. Đừng có mà trượt qua trượt lại, mệt quá đi. Người rồi. Ấy và tôi, em chọn ai? Ừ. Hai anh bình tĩnh nghe em nói nè. Hai anh cho em hỏi, năm nay là năm con gì? Gà. Năm con gà, đúng rồi. Anh, năm con gì? Con gà nó có bị điên, em hỏi kỳ vậy? Thì em phải hỏi chứ. Em phải hỏi từng người để em mới biết. Dạ thưa hai anh, năm nay là năm con gà. Cho nên là nếu mà ai thương em thật lòng á, hai người cứ làm hai con gà đi, rồi đá với nhau. Con gà nào thắng thì em sẽ lấy người đó. Được không? Dạ.
Vậy đi, cái chỗ này đá gà là hợp lý nè. Lấy thịt đè người hả? Nhưng mà tôi nói cho các người biết, cái môn đá gà mà cổ truyền ngày xưa mà chơi trong hội làng á, là nó phải dùng tới sức mạnh mà dùng tới kỹ thuật. Kỹ thuật là gì? Khi mình coi chân một chân lên mà mình té đó. Nếu mà anh té như vậy là anh thua đó. Nếu anh té như vậy là thân em không có trao về anh đâu. Mời đó. Rồi đấy, đá đi, đá đi. Ai té trước người đó thua. Bình tĩnh. Thấy rõ rồi chứ. Rồi. Do chừng nó dài hơn chừng tôi. Chưa có đụng nhau nha. Bây giờ là hiệp 1 là anh Giang đã thua rồi đó. Bây giờ em cho anh cái Giang một cơ hội nữa nha. Hiệp 2, để em lấy cái bánh ít đã. Ai anh biết cái này là cái gì không? Bánh ít nhà làm. Bánh ít, ờ đúng rồi. Anh Giang là người nói đúng đó. Dễ quá mà. Đếm 1, 2, 3. Vô. Ta đã lấy được bánh ít rồi. Bây giờ ta sẽ lấy bánh bao. Ủa? Anh Giang đừng làm vậy. Anh Giang phải bình tĩnh. Anh Giang, bây giờ nãy giờ ta sai sai rồi ta. Anh Giang đã ăn 2-0 rồi phải không? Một đều. À một đều. Thấy em bên anh Giang không? Chưa phải là em bị mất trí nhớ hả? Em có làm gì đâu mà mất trí nhớ. Rồi giờ sao? Bây giờ á là một điều rồi chứ gì. Thôi bây giờ em nói cho hai anh vậy nè. Anh nào cũng muốn lấy em phải không? Hả? Sao không nói vậy? Đúng rồi, hỏi hoài người ta người nổi da gà mà hỏi hoài. Trời đất ơi, muốn lấy là nổi da gà làm sao? Không, không, muốn lấy lắm luôn á. Ừ, giờ anh sao, giờ sao? Nói thôi, ừ. Nói thôi. Anh Vinh và anh Giang, hai anh đều muốn lấy em phải không? Thế bây giờ vậy nè. Em á thì nói thật cho anh hai biết, hai anh biết luôn. Ủa? Bây giờ nè. Làm sao? Nhà tôi có một mình tôi, không có anh hai, anh ba gì hết trơn á. Thì lâu lâu em bị lẹo lưỡi đó. Không có sao, trí nhớ em vẫn bình thường. Đúng rồi. Nghĩa là bây giờ hai anh cứ nhìn đi. Một anh thì bán chiếu. Đúng rồi. Còn một anh thì bán trái cây. Thì làm sao? Thì làm sao mà nuôi em được? Tôi bán cho bán kẹo kéo. Em xin lỗi. Sắp lên chứng khoán rồi đó. À ha, một anh bán chiếu, còn một anh thì bán kẹo kéo. Thì làm sao hai anh nuôi em nổi? Em yên tâm. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Một túp lều tranh, hai quả tim vàng, chỉ cần có tình yêu là vượt qua tất cả. Mỗi ngày anh sẽ kéo một cây. Em ăn kẹo kéo mỗi ngày à? Đúng vậy. Không được đâu anh Giang ơi. Em suy nghĩ vậy nè. Lấy anh còn có cái đi ăn, không lẽ về em gặm chiếu hả? Nè, ăn có quan trọng bằng nằm không? Hai anh đừng cãi nữa. Chiếu thì cũng vậy mà kẹo kéo thì cũng vậy thôi. Hai anh không thể nào nuôi em được đâu. Bị gì em nói cho hai anh nghe nè. Một khi em đã lấy người nào đó thì em phải suy nghĩ thật là chín chắn. Hai anh ơi, em quen ai là em kỹ lắm. Em không có hồi hộp trong tình cảm. Em rất là nghĩa là suy nghĩ. Em rất là nghĩa là lựa chọn. Để cho cuộc đời mình sau này được mà có tương lai, có sự nghiệp. Để mà mình lo cho gia đình của mình. Em làm anh buồn quá. Em cũng làm anh buồn quá. Trời ơi trời. Trời ơi. Mà em báo tin cho các anh biết luôn là em gần sắp đám cưới rồi. Từ trước đến giờ em lừa tôi sao? Bao nhiêu lần em qua nhà tôi xin chiếu, mới bây giờ em phản bội tôi. Em lấy ai vậy? Em lấy Hoài Linh. Quen không? Thì ra có thằng Tư bán mắm. Anh hận em. Anh đã làm tổn thương em rồi đó Giang. Được rồi, sẵn đây em cũng xin gửi thiệp cho hai anh luôn. Tụi em đã quen nhau được 3 tuần rồi. Em suy nghĩ ai, lấy ai rất là chín chắn một thời gian lâu dài. Và sau 3 tuần tụi em quyết định đám cưới. Chỉ có 3 tuần thôi tụi em đã yêu nhau tha thiết.
Đó, các anh coi mà đi dự cưới của em nha. Giấy báo nợ đã tới sao? Thôi được rồi, chào các anh em về nha. Đừng mơ mộng về em nữa. Em đã báo tin rồi, thôi em đi về nha. Là bây giờ em quyết định về em lấy chồng đúng không? Em phải về lấy chồng thôi. Một trong hai đứa tôi, một thằng dễ thương như tôi, một thằng đẹp trai như vậy mà em vẫn chê sao? Phải, đẹp trai mà cay dở ai mà chịu. Còn anh đẹp trai mà lùn quá thì em không lấy được đâu. Bây giờ em về em lấy ai? Em lấy Hoài Linh. Tiễn em đi rồi, anh về gác lạnh điều hiu. Ngoài trời trắng tỏ. Giang hả? Mà sao? Ê, đừng có đi. Ướt đôi mi gầy. Giang hả? Bóng đêm ngơ ngàng vì quạnh hiu. Mà chắc chắn đi đi. Sao đi? Đi đi. Tôi chưa nói mà. Nói đi. Tôi phải nói là tôi phải lấy một người đàn ông biết dương lên, biết lo cho tôi, chứ không phải như hai anh mà suốt ngày ngồi suy nghĩ đến để mà cua gái rồi một tình yêu nhỏ không có lo gì được cho tôi hết á. Cho nên là xin lỗi hai anh, tôi phải về lấy chồng thôi. Nhưng mà em biết rằng anh thương em mà. Nhưng mà tôi không thương anh. Anh thương em từ đây cách biệt nụ cười. Người đã đi rồi sao? Đường xa gió lạnh mưa nhiều. Mày bắt cần kéo đi. Mày hay quá. Làm sự nghiệp đi. Sau cuộc tình này, tao đã nhận ra một điều. Đối với phụ nữ, tình yêu không bao giờ là tất cả. Mà đối với phụ nữ, tương lai mới là tất cả. Còn đối với tao, kèo kéo vẫn là tất cả. Tao vẫn bán kèo kéo thôi. Cuộc đời có thể một ngày không có phụ nữ, nhưng không thể một ngày nào thiếu kèo kéo. Thank you.